Bây giờ nhân cái này tôi tiết lộ cho quý vị nghe luôn, tôi là chùm sưu tầm mấy cái đồ tào lao của Việt Cộng. Thí dụ như 20 năm thành lập Vĩnh Phúc là tôi phải mua một bộ. Tức là cỡ nào cỡ tôi phải giữ đường bộ đó đó. Là tôi mua xong tôi về tôi cất ở nhà, mặc dù là tôi giấu ở đó đó. Để làm chi? Để mai mốt mấy chục năm sau á, tôi đem ra mà tôi cắt đúng cái bài báo đó, tôi dán vô cái bộ đó luôn. Tôi để dành, tại vì nó cũng rẻ tiền, mình mua lại của người ta rẻ lắm. Thấy không? Tôi lên mạng á, tôi mới nói, ok mày đi kiếm cho tao cái vụ đó đi, giống như ví dụ như cái vụ mà ngàn năm Thăng Long Hà Nội đúng không? Mấy cái móc khóa, mấy cái gì tôi mua hết. Tôi mua mỗi thứ một cái á. Thành ra bây giờ mình á, mình đang có nè cái gì, tem phiếu thời bao cấp nè, một lạng thịt nè, hai lạng mì chín nè, bốn lạng đường, mẹ tao để dành cái đó. Mai mốt tao có chương trình tao lôi ra tao nói cho tụi mày nghe, cái đó là cái kỷ niệm. Đó, thành ra đó bây giờ tôi cũng đang khoái cái vụ Hải Phòng, tại vì Hải Phòng á là kỷ niệm cái đợt cúm corona. Đó, mình phải để dành cái đó là cái lịch sử. Thấy không? Nên thành ra nó nhiều người thì ghét, ok, nhưng mà đối với tôi là tôi khoái cái vụ đó lắm. Đó, mình giữ lại vậy đó, ok, ba lạnh đường, bốn canh sữa là mẹ thế nào tao đem ra mai mốt. Mẹ đến đời con cháu của mày tao cũng dí vô cho mày coi là cái này thời nào vậy bố, nó thời của Mười Đậu. Mẹ cái này của thời Mười Đậu nè. Thấy không? Đó, thì chính vì như vậy đúng không? Bố mày đeo đồng hồ Seiko, mẹ Seiko Phai, mẹ chặt gốc nè, mẹ hai cửa sổ ba người lái nè. Đó, để mình đưa ra để cho mà thấy được cái đó. Hồi lúc tôi còn nhỏ tôi đã mê rồi, mẹ tôi để dành nó đó, cao sao vàng nè, thuốc mẹ xuyên tâm liên trị bá bệnh nè. Đâu mẹ những cái điều mà ở trong lịch sử mà con người làm không được á, thì có hết ở trong, quý vị biết không? Kể cả bên Liên Xô cũng vậy, mẹ mấy Liên Xô giờ nó cũng khoái mấy cái đồ thời mẹ của Stalin để lại lắm. Lịch sử